Hello, cả nhà mình là Sushi, đến từ shop sushi nội địa nhật.com. Rồi, hôm nay tiếp tục lên sóng cho cả nhà một siêu phẩm ha cả nhà ha. Em này là em Tamura Sun Audio Full Tamura BSE 300B ha cả nhà ha. Monolock. Đây là một bộ monolock về hình thức ha cả nhà. Zin nguyên bản luôn cả nhà. Con này là nước sơn cực đẹp luôn, nước sơn zin cực đẹp luôn. Đây là một bộ monolock khá là nổi tiếng nha cả nhà ha, của hãng Sun Audio. Linh kiện thì xịn sò, được các kỹ sư thiết kế dây rất là gọn gàng ha cả nhà. Thì về cơ bản cả nhà, thì trước đó là em cũng có bán một em rồi, nhưng mà nó chạy bằng xuất âm bằng biến thế Western Electric nha cả nhà. Còn em này thì chạy full Tamura. Thì cái con này thì nó rất hiếm ở thị trường Việt Nam ha cả nhà, đặc biệt nó là bản Signature ha cả nhà ha. Signature, bản Signature. Thì cấu hình của em này ha cả nhà thì nó chạy 26SG7 của Kenrad ha cả nhà. Của Mỹ. Rồi, cái bóng chính của nó chạy là Golden Dragon 300B đế sứ chân vàng ha cả nhà. Nhưng mà do họ gửi thiếu cho em, họ gửi thiếu cho em một đôi. Chuyến sau họ sẽ về ha cả nhà, tầm khoảng 7 ngày nữa họ sẽ về. Thì em sẽ đưa cho cả nhà bốn thêm hai bóng nữa là bốn bóng Golden Dragon ha cả nhà. Thì cái bóng này là cái bóng của Anh Quốc ha cả nhà, thương hiệu Anh Quốc sản xuất ở China, nhưng mà nó khá là cao cấp ha cả nhà. Dòng Golden Dragon đặc biệt có những dòng giống như là chạy phiến carbon thì nó cực kỳ mắc tiền. Còn đây là dòng Super ha, cơ bản là một cặp của nó cũng phải là mười mấy triệu một cặp bóng Golden Dragon bản Super ha cả nhà ha. Thì em này là đế sứ chân vàng, nhìn rất là chắc chắn đẹp. Thì tình trạng của em này là zin nguyên bản, về nói chung là không có chầy chụa gì nhiều luôn ha cả nhà, sơn zin luôn, hoạt động hoàn hảo. Thì về ruột gan thì cả nhà nhìn giùm em cái hình ảnh em đã đính kèm trước đó ha cả nhà ha. Rồi thì em này chạy thêm một cái bóng nắng là 5U4 của Nga ha cả nhà. Bóng tiền là 6SL7 của Kenrad. Bóng hai bóng bốn bóng 300B là của Golden Dragon. Hình thức bóng là hầu như là trên 90% luôn ha cả nhà ha. Hầu như là trên 90%. Em này thì chạy tăng phô nguồn SPT 150. Rồi cục chốc là SHC 515. Cục biến thế nối tầng ha cả nhà, biến thế nối tầng là SIT 512 và hai cục biến thế sức âm là SOT 05 ha cả nhà. Thì em này thì nó rất hiếm ở thị trường Việt Nam, full Tamura ha cả nhà. Nếu mà cả nhà có điều kiện lên bốn bóng Western Electric thì con này nó tầm giá nó phải là khoảng 150 triệu ha cả nhà ha. Thì hôm nay nó chạy bốn cái bóng Golden Dragon cũng khá là xịn sò. Thì em chia sẻ với cả nhà một cái giá cực tốt ha cả nhà ha. Thường thường thì 300B á cả nhà, mỗi cục thường thường Tamura thì họ thiết kế là monolock, nhưng mà cái em này thì nó chạy mạch BSE ha cả nhà. Nó chạy hai bóng 300B cho một cục, thành thử ra là cái công suất nó lớn gấp đôi của cái loại mà chạy một bóng 300B ha cả nhà. Dòng này thì cả nhà đánh on test tannoy cực kỳ hay, tại vì nó đủ lực ha cả nhà. Bass mềm, nó không hợp với tiết tấu nhanh ha cả nhà ha. Nó chủ yếu 300B là chủ yếu là nữ hoàng trung âm, nó phụ thuộc vào cái giọng mid trung âm của nó tự nhiên, chép của nó tự nhiên ha cả nhà. Mic chép của nó tự nhiên, nghe nó thanh thoát, nó mộc mạc, mình nghe hoài mình không có cảm thấy chán ha cả nhà. Bán dẫn đồng ý là mới khi mình mới nghe nó hay, nhưng mà do
hãng giả lập quá nhiều, thành thử ra mình nghe cái chất âm của bán dẫn thì nói chung thì cũng tùy theo lỗ tai mỗi người thôi, nhưng mà mình nghe đàn thì mình sẽ nghe hoài, mình sẽ không có chán, tại chất âm của nó nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng, mình nghe hoài mình không có nhức đầu ha cả nhà ha. Rồi thì về cơ bản thì ngoại hình thì với lại ruột gan thì cả nhà khỏi miễn bàn rồi, em này đạt hình thức phải trên 95% ha cả nhà, trên 95%. Giá xuất xưởng của một cục của hãng ráp á, thì trung bình ha cả nhà, trung bình là nó khoảng 400.000 yên cho một cục ha cả nhà, hai cục này là tầm khoảng 800.000 yên. Về cơ bản á, thì những cái em này thì cả nhà có thể là mình nâng cấp bóng theo ý của mình, nhưng mà cơ bản trên trên mặt cả nhà thì dàn bóng nó cũng khá xịn sò ha cả nhà ha. Bóng tiền là của Mỹ, bóng 300B là của thương hiệu của Anh, sản xuất ở China, và bóng nắng là của Nga. Thì cả nhà muốn nâng cấp thì cả nhà chỉ nâng cấp thêm cái cây bóng nắng của Muller thôi, 5AR4 hay là 5AR4 của Muller thôi là nó đã ok rồi. Nhưng mà cơ bản về trước mắt cả nhà thì cái bóng 5U4 của Soltech thì nó phù hợp hơn, tại vì sao, cái ngoại hình của nó, cái bóng nó to lớn hơn, đó là một cái loại bóng nắng điện ha cả nhà ha. Rồi thì bộ này thì nói chung là không còn gì để em giới thiệu nhiều ha. Nó nói chung là Tamura thì nó nổi tiếng ha cả nhà ha. Rồi trước khi vào test chất âm, em inform cho cả nhà một cái giá siêu siêu đẹp luôn, rẻ hơn cái con em bán trước đó tầm khoảng 10 triệu ha. Nhưng mà nó đi một cái bộ bóng tương đối là ok, đặc biệt đây là dòng signature ha cả nhà ha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em thưởng thức chiếc âm em nói nha, một chiếc âm cực kỳ hay, ghép rất hay với on test ha cả nhà. Mấy cái dòng 300B là cả nhà ghép on test với tannoi này là gọi là tê tái cả nhà. Nhưng mà chỉ chơi những cái dòng nhạc giống như là nhạc trữ tình nè, nó nghiêng về nhạc buồn nhiều hơn ha cả nhà, nhạc trữ tình và nhạc bolero, rồi nhạc hòa tấu ha cả nhà, rồi nhạc ra nhưng mà tiết tấu chậm 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 chậm, trên cùng một cái đĩa CD ha cả nhà ha. Khi mà mình nghe cũng một đĩa CD đó với âm ly bán dẫn thì mình có cảm giác là nhạc nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà khi mà cả nhà chơi đàn á là nhạc nó sẽ chậm lại nha cả nhà, cảm giác đó mình phân biệt rõ luôn á. Thì mình không biết là do lý do nào, nhưng mà em nghĩ là do đàn nó xuất âm bằng biến thế, đâm ra là cái giọng mic của nó dày hơn đàn, cái mic của nó dày hơn ha cả nhà, nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thoát hơn. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm em đó. Em inform lại cái giá ha cả nhà, 78 triệu em bao ship toàn quốc ha cả nhà, với điều kiện là cả nhà chuyển khoản thẳng nha, COD thì cọc em 10%, 10% hàng bay tận nhà ha cả nhà ha, nhưng mà sếp em không bao ship nha. Rồi về cái bộ này ha cả nhà, nó hình thức ở bên trong ruột gan nó đẹp như mới luôn, nó đẹp như mới nên cả nhà chơi hoàn toàn yên tâm về chất lượng của linh kiện ha, độ bền. Thì em này cả nhà chơi khéo khéo làm chơi 10 năm 20 năm không thành vấn đề nha cả nhà nha. AC 100V ha cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà. Sức âm tầm khoảng 14W một kinh ha cả nhà ha. Mời cả nhà cùng em thưởng thức cho các em nói nha. Rồi thì về bóng đèn là cả nhà cho em một tuần nữa ha cả nhà, tạm thời là em đưa cả nhà chơi hai bóng cù đen trước, tuần sau hàng về em sẽ đưa cho cả nhà tiếp hai cái bóng Golden Dragon, cả nhà đưa ngược lại em cái bóng cù đen nha. Rồi Golden Dragon này là đế sứ chân vàng luôn ha cả nhà ha. Thì những cái em này thông thường thì nó có giá trị sưu tầm cao ha cả nhà, nếu mà cả nhà có điều kiện cả nhà gắn Western Electric hay là 300B của Seatron thì tuyệt vời ha cả nhà. Thông thường thì những cái em mà có giá trị sưu tầm cao, nó hiếm thì nó giữ giá rất rất tốt ha cả nhà, tại vì họ không có sản xuất đại trà. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng em thưởng thức cho em nói nha. Mid cực kỳ dày luôn, 300B nữ hoàng trung âm.
Volume em chỉ mở nhiêu đây thôi ha cả nhà. Volume tầm khoảng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ. Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết gọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình xây bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng, yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào hơn phút chia tay, tìm nụ hôn cho nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều hiu. Tan hẹn hò em suy tư anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buồn tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thế. Rồi đối tác của Ontest ta nói nha cả nhà.
On test, đặc biệt là on test, mic nó dày mà nghe cái kèn nó thổi thì thôi phải bàn. Con e những em âm ly này cực kỳ lành luôn ha cả nhà, cực kỳ lành tính, cả nhà chơi 2 3 đĩa không thành vấn đề. Tăng phô không nóng, OBT không nóng, nó chỉ âm ấm âm ấm thôi nha, độ bền cực kỳ cao. Mai là mình đang chơi, mình cái cặp bóng kia chưa về, nếu mà cặp bóng kia nó về gắn đồng bộ nữa rồi khỏi phải bàn ha cả nhà. Rồi 78 triệu free ship toàn quốc ha cả nhà, COD cộng 20%. Thông thường ha cả nhà, những em âm ly đèn mà nó có biến thế nối tầng thì chất âm nó cực kỳ ha cả nhà. Biến thế nối tầng là đại diện cho bốn cái tụ nối tầng ha cả nhà. Thông thường thì cục biến thế nối tầng giá trị nhiều khi mắc ngang ngửa gần bằng cục OBT luôn ha cả nhà ha. Rồi, chúc cả nhà một ngày vui. Bye bye.